gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô, vali, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành với chương trình Bố là tất cả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và mỗi tối thứ sáu vào lúc 22 giờ thì chúng ta lại được hội ngộ với khán giả cùng với các cặp bố con rất dễ thương, rất đáng yêu và đến với chương trình để có thể tham gia những cái trò chơi, tâm sự về cuộc sống cũng giống như là đến đây để có thể nấu cho các con của mình một cái món ăn rất là ngon và qua đó cũng sẽ lưu lại những kỷ niệm rất là đẹp, rất đáng yêu của các bố và các bé ạ. Có khán giả viết thư nói rằng là phải phạt cô Lan bởi vì cô Lan quá đáng yêu. Đáng yêu quá là phải phạt. Thì bây giờ anh sẽ hát một bài, em phải múa theo cái động tác của anh. Ủa, tại vì em đáng yêu quá thì bây giờ phải phạt. Ủa? Tại vì khi người ta thương quá, người ta là thương cho roi cho vọt, chết cho ngọt cho bùi. Ủa vậy nữa hả? Phải phạt đó. Trời ơi. Bây giờ anh sẽ hát bài một của Dịch xài hai cái cánh, em phải múa theo cái bài đó nè. Dữ vậy? Em sẵn sàng chứ nào để các, em cầm giùm em. Nếu như mà là các bé thì em sẽ làm con. Các bé và các bố ơi, Hồng Phúc sẽ thực hiện cái điều ước này của mọi người bằng hát bài một con vịt xè hai cái cánh thì cô Lan sẽ múa thử cho người coi đáng yêu nào nha. Hai ba. Một con vịt xè ra hai cái cánh, nó kêu rằng gắp 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 gặp gặp cả. Ủa sao con vịt của anh kêu khác em? Hồ nước nó bị bà bơi nào bị gõm lúc lên bờ vẫy cái cánh cho cô. Rồi đó. Không ngờ em đẹp, em dễ thương và em khờ ghê luôn anh. Trời anh ác thiệt luôn á. Không nhưng mà em đáng yêu. Không phải, nhưng mà thật sự là em đáng yêu là bởi vì sao, thật đồng điệu với các bé một tí xíu, đúng không? Cho nên là nhiều khi chương trình đó là cũng như gọi là MC mình phải sao cho nó trẻ trung đáng yêu. Chứ nếu như mà mình mà quá dừ thì các bé đó cũng ngại đó. Ý em nói ai dừ vậy đây? Đâu có đâu. Và bây giờ Phương Lan sẽ mời lên sân khấu cặp bố con đầu tiên để với chương trình Bố là tất cả, đó chính là bố Xuân Thọ và bé Phúc Khang. Xin mời. Xanh ngang ngát. Anh thấy không? Hai anh em mình là cố gắng lắm nhưng mà tím vẫn không là dễ thương bằng cả bố con. Hôm nay là em thấy là bố và bé rất là đồng đều với nhau trong trang phục ạ. Thì bây giờ xin mời bố Thọ mình hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Dạ xin chào quý vị khán thính giả. Mình tên là Thọ. Dạ. Năm nay mình được 37 tuổi và dạ, hiện tại công việc của mình là quản lý kỹ thuật cho một công ty về thang máy. Xin chào các cô chú và các quý vị khán giả. Con là Nguyễn Phúc Khang. Năm nay con được 10 tuổi. Khang có muốn sau này là mình sẽ làm công việc giống bố không? Dạ có. À coi như là bố là một cái thần tượng của mình đúng không? Dạ. Rồi một tí xíu rồi chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ mời cặp bố con thứ hai đến với Bố là tất cả. Đó chính là bố Quốc Huy và bé Nguyễn Quang. Xin mời. Yeah, cái anh. Dạ. Yeah. Xin chào hai bố con ạ. Xin chào quý khán giả. Mình tên là Nguyễn Huy. Dạ. Năm nay 45 tuổi. Dạ. Yeah. Yeah. Chào anh Huy. Dạ, hiện tại công việc của bố là mình làm công việc gì ạ? À mình có hai công việc. Công việc mình là một là công việc kinh doanh. Dạ. Còn hai là mình đi hỗ trợ cho bé để mà làm phim. Quản lý cho bé. Vậy là có nghĩa là bé là làm nghệ thuật đúng không ạ? Dạ. À Quang ơi, Nguyễn Quang ơi. Dạ. Bây giờ con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Xin chào quý vị khán giả và các cô chú. Con tên là Quang, năm nay con 11 tuổi. Học lớp mấy nè? Dạ, con học lớp 6. Wow, vậy thì có nghĩa là ngoài công việc học của mình thì mình cũng có chạy sơ nhỏ nhỏ đúng không? Dạ. Cái việc chạy sơ như vậy thì cái học hành của con có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ, cũng không nhiều lắm. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Chúng ta đang cùng quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Ở vòng này thì chúng ta sẽ hỏi thăm những cái vấn đề trong cuộc sống. Và đầu tiên thì em xin được hỏi bố Thọ đi. Dạ, gia đình của bố Thọ và bé Khang. Thì ở nhà thì không biết là bố Thọ với lại mẹ thì ai sẽ là người mà gần gũi với bé nhiều hơn ạ? Dạ, cũng xin chia sẻ với chương trình là ở nhà thì cả ba và mẹ đều ở gần bé. Cái thời gian nó gần như là như nhau. À dạ. Tại vì sáng thì
mình sẽ chở mẹ ra chỗ xe để mà đi đến công ty. Dạ. Chở luôn hai bé, còn một bé nhỏ nữa sẽ đến. Dạ. Trường buổi chiều thì cũng vậy, thông thường thì cũng về nhà cùng lúc. À, vậy là gia đình mình là chia đồng đều với nhau là à, bé nhỏ là trai hay gái luôn ạ? Dạ, bé trai cũng được 18 tháng rồi. À, dạ, là bé nhỏ hơn, phải là mẹ phải chăm. À, Khang ơi, vậy là mình có em đúng không nè? Cảm xúc con như thế nào? Lúc mà con lên được lớp 3 thì con nghe tin là có em trai thì con rất là vui, rồi xúc động nữa. Xúc động. Dạ. Dạ, không biết bố Huy và bé Quang như thế nào? Ở nhà thì bé sẽ gần bố hay là mẹ nhiều hơn ạ? Bé Quang là theo mình từ bé. Dạ. Từ bé là hai bố con là cứ đi đâu cũng đi theo. Có đi xa cũng theo, thì đi một mình thì cũng thấy buồn. Dạ, giống như một người đồng hành với nhau, dạ, hai người, dạ, hai người bạn rồi. Dạ. Quang ơi, cô Lan thấy có nghĩa là bố con là một cái người phải nói là theo chân và chăm sóc cho con khá là tỉ mỉ đó. Con thấy như thế nào về cái điều này? Dạ, con rất là quý bố. Bây giờ em xin hỏi tí xíu là bố Thọ là cái cảm xúc đầu tiên á, khi mà bố đưa vợ mình đi sanh như thế nào? Thì thực ra cái cảm xúc đầu tiên bây giờ nó giống như mới ngày hôm qua vậy. Ủa, dạ. Có một cái vấn đề rất là vui ở chỗ là mình lần đầu tiên mà mình đưa vô bệnh viện thì trên cái màn hình của bệnh viện nó sẽ hiện tên của sản phụ và em bé đó. Yeah. Mà mình đưa vô thì cái anh bảo vệ ảnh nói vui thôi mà mình không biết. Anh nói ra nó ngồi đi 5 phút nữa ẵm em bé ra đưa cho. Yeah. Mà đâu biết đâu, đứng nhìn màn hình. Đứng nhìn màn hình mình nhớ đâu từ đâu khoảng 2 giờ chiều mà đứng nhìn tới 5 giờ chiều luôn mà không thấy ai đưa. Mà lúc đó cô không biết luôn. Dạ. Anh tin cho bảo vệ. Dạ. Mà lúc đó thực sự mình cũng không có biết là họ giỡn hay gì, tại mình không biết bố biết gì ai, cứ nghe vậy thôi. Thì cũng có gia đình đi theo, cũng có bà ngoại rồi mấy chị đi theo, nhưng mà mọi người cũng đâu biết mình đang đứng nhìn gì, chỉ biết nhìn màn hình để chờ thôi. Yeah. Nhìn hoài đến hồi mỏi quá mới đi kiếm ghế ngồi, rồi mới hỏi nó chưa đâu, chừng nào bác sĩ kêu rồi người ta mới là sinh xong. À, đó, dạ. Thì tới khuya hôm sau thì bé mới ra đời. Dạ. Thì cái cuộc gọi đầu tiên là của bác sĩ gọi nó là bé đã ra đời rồi và nặng được 3,4 kg thì nó rất là vui. Dạ, vỗ à. Dạ, vui nhất là mẹ cũng được khỏe và con cũng được khỏe. Và cái giây phút ẵm được bạn này thì không biết nói sao luôn, rất là hạnh phúc. Dạ, em không biết là bố Huy như thế nào, lần đầu tiên mà mình đưa vợ mình sanh bé Quang ạ. Bé Quang là lần đầu tiên mà sinh thì cái cảm giác nó cũng rất là háo hức, mình cũng muốn thấy cảm giác mẹ sinh như thế nào. Yeah. Nên đó lần đầu đó là mình đăng ký vào xem luôn. Mình xem thì mình thấy cái cảm giác là thật là đau đó. Nói chung là cái sự chịu đựng của người phụ nữ lúc đó là nó rất là nhiều luôn á. Yeah. Có nghĩa là anh theo dòng cảm xúc của chị từng cơn rồi, để mà rồi. Có thể tại vì là bé Quang là không có sinh mổ, mà thường cái thời điểm của bé Quang là phong trào sinh mổ nhiều, nhưng mà bé Quang mẹ lại chọn sinh trực tiếp, sinh thường, tại vì bé Quang lúc đó là cũng không đủ thoái tháng nữa. Sinh ra là phải đưa bé vô trong cái bé có 2,7 kg 2,7 kg thì phải đưa vô ở trong lòng, ở trong cái chỗ hồi đặc biệt á. Là mấy ngày sau mới đưa ra, nên mình sinh ra là người ta bồng đi mình cũng không gặp. Rồi cái lúc mà 2 ngày sau người ta mới cho tới nhìn cái kiến và cái kinh. Thì mình đưa vô mình nói không biết phải con mình không, tại vì thằng bé nó nhăn nhèo lắm. Nó mới sinh ra nó không có cảm giác mà như bây giờ đâu, nhìn ảnh nhăn như ông cụ đó, nhăn mà nó bé xí à. Dạ. Mình cũng phân vân nhiều, rồi mỗi một ngày giống như là ảnh lớn nhanh lắm, đem bé mà nó giống như thổi vậy, to dần thì ảnh bắt đầu ảnh sáng ra từ từ, là bớt nhăn từ từ khi là mà bé to ra là căng ra lại. Tại lần đầu tiên mình thấy em bé sinh á, mình cứ cảm giác là em bé chắc là nó đẹp lắm lúc sinh ra, nhưng mà nó không giống vậy. Dạ quá. Thì ngày hôm nay là Quang ơi, con đã nghe được bố chia sẻ, con cảm thấy như thế nào? Dạ rất là vui. Và từ nãy giờ em thấy chia sẻ là em thấy là các bố và các bé cũng là khá hiểu nhau. Vậy thì bây giờ không biết là cái độ hiểu của mọi người là có nhiều hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 được mang tên là tâm ý tương thông. Như trước tiên đến với vòng 2, chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút quý vị nhé. Và ở vòng 2 này
Bố và bé hãy nghe rõ nha, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi gồm câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Chúng ta sẽ trả lời, nếu như mà đúng được câu nào chúng ta sẽ có được 1 điểm, và nếu sai thì đương nhiên là không có điểm. Nếu trả lời đúng được 5 câu thì bố và bé sẽ ghi được 5 điểm. Không biết là hai bố con đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Dạ. Bố Thọ nghĩ mình sẽ trả lời được mấy câu ạ? Chắc mình nghĩ chắc có khoảng 4 câu. 4 câu, dạ. Bố khá khiêm tốn. Dạ. Khang bố, sao? Bố con khiêm tốn như vậy thì con có một câu trả lời nào khác không? Dạ, con cũng nghĩ là 4 câu. À, hai dạ. Bố con khá đồng điệu với nhau đó. Thấy hay nha, thấy rồi, hay nha. Bây giờ mời anh về với bố, đi em về bố. Với bé ạ. À. Bây giờ không biết là hai bố con có hiểu nhau được bao nhiêu phần trăm. Và nhớ nha, ngay lúc này ở nhà sẽ có mẹ nè đang theo dõi chương trình. Và thêm đó nữa là em, mặc dù vậy em nhỏ em cũng chưa nhớ được. Nhưng mà ít nhiều thì mình cũng phải ráng cố gắng để mình có thể đem quà phần thưởng, đúng không ạ? Phần thưởng về cho gia đình. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Bây giờ con muốn câu hỏi hình trước hay là chữ trước? Dạ thưa cô, là câu hỏi hình trước. Hình trước, rồi xin mời chú Phúc. Thời của chú tới. Bố Thọ và bé Khang thân mến, ở câu hỏi hình này, sau khi coi xong tấm hình thì bố phải vẽ lại toàn bộ giống như tấm hình để đoán xem bên kia bé đoán được là bố vẽ cái gì hay không. Yeah. Bố rõ luật chơi chưa? Dạ rõ. Và câu hỏi đầu tiên hình cho bố Thọ và bé Khang có nội dung như sau. Đây là câu chuyện cổ tích tên gì? Sao mà bố vừa nhìn bố giật mình luôn vậy? Nó rất là phức tạp nha. À, con biết được câu chuyện cổ tích nào nè, con có thể kể cho cô làm nghe. Đó là chú nghèo đi hia, rồi cô bé hoàng thân đỏ, ông chú ngủ trong rừng. Con có biết chuyện dân gian nào không? Dạ, nhân gian thì Việt Nam mình đi con, Việt Nam mình, Việt Nam mình nè. Dân gian thì ví dụ như là thạch xanh dày, đúng rồi, hoặc là thạch xanh không nè. Không biết là câu chuyện này bé đã được nghe chưa? Dạ có rồi ạ. Đã có rồi. Dạ. Rồi bây giờ xin mời bố diễn tả cho bé ạ. Dạ, đây là một cái câu chuyện cổ tích Việt Nam. Thì có hai chị em và một người dì ghẻ. Thì trong cái chuyện cổ tích đó, nó có một cái tình tiết là người chị phải leo lên cái cây cao. Và tình tiết nữa là lựa đậu. Hai lựa đậu trộn với nhau, làm sao lựa ra thì mới được đi đến gặp hoàng tử. Đó là bố diễn tả rất hay, như bây giờ bố vẽ nè, bố vẽ một cái ý nào trong đó cũng được. Đó. Em nghĩ là bố có thể vẽ những cái hình tượng như cây câu đi bố vẽ cây câu đi Đó. Không biết là từ nãy giờ bố diễn tả như vậy thì con đã có thể biết được đó là câu chuyện nào chưa? Dạ rồi. Dạ rồi, mình chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Dạ con chắc chắn 100%. 100% luôn. Bố diễn tả xong, bố vẽ bố vẽ không được như cái cây cột điện. Chưa đẹp đường vậy đó. Nhưng mà cây câu thì người ta sẽ có những cái khứa đó. Cái khứa tròn 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 tròn. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Giống như bố làm thang máy của bố bảo trì thang máy vậy đó. 3, 2, 1, dơ bảng ạ. Dạ. Đó. Dạ nhìn rất giống cái cục điện. Kế bên có cái giếng thì nhìn như cái ly vậy ạ. Nhưng mà với cái lời diễn tả của bố thì đây là chuyện cổ tích tên gì con? Dạ bố dơ bảng lên ạ. Rồi dạ, chuyện cổ tích tên gì? Dạ thưa cô, là chuyện cổ tích tấm cám. Tấm cám? Dạ. Chắc chưa? Dạ rồi. Không biết đáp án của bên anh Phúc như thế nào ạ? Đó chính là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Hay quá. Thật ra em nghĩ là bố phải diễn tả chứ bố vẽ thì em cũng không đoán được. Em cũng tưởng là đây là một câu chuyện hiện đại. Mày bố diễn tả trước. Rồi chúc mừng bố Thọ và bé Khang có một điểm đầu tiên. Rồi bây giờ ở câu thứ hai này con muốn hình hay chữ nè? Dạ là hình. Hình. Tiếp tục mời. Con đã biết khả năng vẽ của bố rồi mà con vẫn chọn hình. Thiệt là thử lòng, thử thách lòng người quá anh ha. Rồi câu hỏi hình thứ hai dành cho bố Thọ và bé Khang có nội dung như sau. Đây là chiếc xe gì? Một phương tiện con di chuyển trên đường. Con rất là nhiều phương tiện. Bây giờ con biết được phương tiện nào nè? Dạ thưa con, là ba với con là cũng có thích một loại xe, đó chính là xe mô tô. Mô tô. Ngoài mô tô ra thì con còn biết được có xe gì nữa? Dạ mô tô nè, rồi xe tải. Xe tải, xe hơi. Rồi. Dạ. Xe gì mà thường dừng ở các trạm nè? Dạ xe buýt. Xe buýt. Rồi xe gì mà người ta thường hay chở mấy lúa mà sau khi gặt về đó? Dạ là mấy cày. Xe như là mà tại con cũng không biết mấy xe đó. Giờ qua thì con có thấy nhiều lắm nhưng mà con không có biết. 3 2 1 dơ bảng. Dạ là xe cấp cứu. Xe cấp cứu là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Hay quá. Rồi hình là hết rồi con ơi, bây giờ phải hình chữ đó, thôi. Bây giờ ta phải lấy câu chữ. Ở
câu hỏi chữ này thì mới thật sự biết là hai bố con có thực sự hiểu nhau hay và không. Và với đáp án hình vừa rồi, bố Thọ và bé Khang có thêm một điểm nữa là 2 điểm. Yeah, cái này yeah. Rồi bây giờ xin mời câu hỏi chữ đầu tiên. Nếu được chọn một món quà vào ngày sinh nhật sắp tới, bé sẽ chọn món gì? Mời con ghi ra đây. Không nói nha, ghi ra. Bé sẽ chọn món gì vào cái dịp sinh nhật sắp tới? Bố Thọ ghi rất là nhanh nha. 3, 2, 1, giơ bảng. Cái bên, gì vậy? Bên này là con quay. Con quay, bên đây là trái bóng. Ồ, tại sao là con quay, tại sao là trái bóng? Mà bây giờ xin mời bố Thọ nói trước ạ. Dạ, thì do hồi trước là bé đó là bé rất thích con quay mà đã có mua cho bé rồi nhưng mà nó đã bị hư. Thì thời gian gần đây bé cũng nói là bé thích con quay rồi, còn trái bóng thì đã có rồi ở nhà. Nhưng mà tại sao nếu mà bóng đã có rồi mà con vẫn muốn biết là trái bóng? Dạ, tại vì cái có một lần là ở nhà đang chơi trái banh thì con lỡ đá cao quá qua bên kia luôn. Qua nhà hàng xóm. Dạ. Và không kịp lấy lại được. Dạ. Mà ba có biết có bị mất cái trái banh đó không? Dạ biết. Mất rồi anh, sao anh mới còn ở nhà? Có mua trái khác rồi. Ba mua trái khác rồi. Dạ thì cái trái đó con cũng bay luôn. Bay luôn rồi anh. Dạ. Còn một trái bóng. Còn một trái nữa, con vẫn còn một trái nữa. Ở trong nhà trái nhưng mà cái đó nó không phải là trái bóng đá mà nó là trái cầu mây. Trái cầu mây. Dạ. Có nghĩa là cái bộ chung của con đá cái nào là qua nhà hàng xóm. Nhưng mà cho em hỏi là mình tại sao mình không qua bên đó xin lại ? Dạ thì tại vì cái nhà đó là một cái vườn lan nên không có người ở bên đó. Vậy à. Câu hỏi tiếp theo. Nếu như được chọn giữa đi thả diều và đi chơi ở khu vui chơi thì bé chọn đi ở đâu hơn? Mời con ghi vào đây. Thả diều hoặc là khu vui chơi. Một trong hai địa điểm đó. Vui chơi là nhiều trò chơi đã lắm nha. Thả diều chỉ có chuyên về thả diều thôi. 3, 2, 1, giơ bảng. Thả diều. Tại sao ạ? Dạ thưa cô, là tại vì đó giờ chưa có được thả diều bao giờ hết. Nhưng mà con chưa được thả diều, có nghĩa là con chưa biết thả đúng không? Dạ, tại mấy lúc mà về quê con thấy mấy anh trong xóm thả thì con cũng muốn thả thử nhưng mà cũng không có biết thả nữa. Vậy là có nghĩa là nếu như lần tới được về quê thì hy vọng là bố sẽ tìm hiểu về cái môn thả diều. Không biết là bố biết thả không ạ? Dạ biết ạ. Vậy thì chắc chắn là bố sẽ chỉ con thả diều rồi. Nhưng mà sao anh đoán được là bé thích thả diều ạ? Dạ tại bé cũng có nói với mình cũng nhiều lần rồi. Có đi ngang những cái khu thả diều thì bé nói là trước giờ con chưa bao giờ con thả diều, hồi xưa ba có thả diều không? Con cũng nói là hồi xưa ba cũng được đi thả diều. Nhưng mà do mình sống ở thành phố nên cái không gian nó nhỏ quá, mình không có điều kiện đó. Thì cũng hy vọng thời gian sắp tới sẽ tìm một cái chỗ mà thả diều nó an toàn, tại dây điện nhiều quá. Bố có quan tâm cảm xúc của Khang và nhớ là cái Khang muốn cái gì, thấy bố thương không? Tuyệt vời ha. Hay quá. Bây giờ câu hỏi cuối cùng, hy vọng là bố và bé sẽ ráng trả lời đúng để mình có thể hoàn thành được cái target lúc đầu mình đặt ra là 4 điểm. Đúng rồi. Bây giờ được 4 hay không là ở câu hỏi này. Câu hỏi này không phải liên quan về thức ăn mà là thức uống. Thức uống nào mà bé thích uống nhất? Mời ghi ra. Nhanh luôn. Bố ghi rất nhanh luôn ghi hả? Ghi rất nhanh luôn. 3, 2, 1, giơ bảng. Với tiêu chí đặt ra, hai bố con đã thực hiện rất đúng, không hơn cũng không thấp hơn, không hơn không kém. Và xin chúc mừng cho bố Thọ và bé Khang đã hoàn thành được 4 câu hỏi và dành cho mình được 4 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó chính là bố Huy và bé Quang. Xin mời. Xin mời. Và bé Quang đang sẵn sàng để mà đến với phòng thi này. Cô Lan ơi, sẵn sàng lắm rồi đó. Dạ. Hồi nãy thì cặp bước con trước thì đã cho cái tiêu chí là 4 câu. Dạ, thì không biết là ở đội của mình thì mình sẽ đặt tiêu chí bao nhiêu câu ạ? Bố Huy nghĩ mấy câu? Dạ. Chắc là 3 câu. Tại sao mình khiêm tốn vậy ạ? Tại vì
Thấy cũng hơi khó. Hơi khó. Cho hỏi là ở nhà bố vẽ đẹp không ạ? Mà bố lại cảm thấy khó à? Dạ, mình không có khiếu vẽ nên hơi khó. Dạ. Nhưng mà không sao, em nghĩ là hôm nay đến với chương trình, dù cho mình không có khiếu mình cũng phải cố gắng hết sức để cho mình đây bé Quang sẽ có thể đoán được đó là gì. Rồi bây giờ Quang ơi, con nghĩ là mình sẽ trả lời được bao nhiêu câu? Dạ chắc cũng giống ba luôn. Ba luôn. À theo bố rất là nhiều. Rồi bây giờ con muốn câu hỏi hình trước hay là chữ trước? Dạ hình trước đi. Hình trước. Rồi bây giờ xin mời chú Phúc. À, bé biết bố không có khiếu vẽ nên bé quyết định chọn hình trước. Mà nhắc hình đúng không? Dạ hình đi ạ, hình kiểu như cho nó xong đi đó. Rồi câu hỏi hình đầu tiên dành cho bố Huy và bé Quang có nội dung như sau. Đây là câu chuyện cổ tích gì? À vậy là bố sẽ phải diễn tả trước cho bé rồi sau đó mình sẽ vẽ một vài chi tiết trong cái câu chuyện này không ạ? Có biết ạ. Rồi. À có biết, không biết là bé biết chưa? Bé biết không ạ? À mình không biết là bé có biết không. Thì mình nghĩ chắc là hơi khó. Hơi khó. Dạ. Ngày xưa. Dạ ngày xưa mà cái chuyện này nó không có nhiều bằng mấy chuyện khác. Dạ. Dạ thành ra mình nghĩ chắc hơi không biết bé biết không. Hên xui. Dạ. Rồi bây giờ xin mời bố diễn tả và Quang sẽ nghe. Cái chuyện này là một chuyện cổ tích nói về một cái cây mà nó nhiều cái khúc. Nói về lời hứa đó anh. Dạ. Cái chuyện này nói về cái chuyện giữ lời hứa. Một rồi. Ông phú hộ anh nhớ ông không? Phú hộ. Dạ. Đúng rồi. Nếu vậy thì em nghĩ là bố hãy nhớ tới cái câu thần chú, biết đâu bé sẽ biết được câu đó. Câu thần chú là khắc nhập khắc xuất. Khắc nhập và khắc xuất. Em nghĩ là ở cái câu này là bé có thể sẽ đoán được. Từ khóa. Bé con mường tượng được chưa? Dạ con nghĩ được rồi. Nghĩ được rồi. Vậy bây giờ xin mời bố hồi nãy bên kia là đợt kia là vẽ cây câu là ra cây cục điện rồi bây giờ mời bố vẽ cây này ạ. À muốn vẽ sao vẽ ha. Dạ cái cây. Anh vẽ sao mà bé đã có đáp án trong đầu cũng đỡ được rồi. Dạ. Cây này nhà có. Dạ. Cây này nhà có luôn à. Dạ. Có thể chúng ta làm cắm cờ nè. Dạ. Hoặc chúng ta làm hàng rào. Dạ, lợp mái rồi. Nhà. Cây này nhà. Dạ. Ở nhà có chắc bé biết. Bút ra làm rổ ra. Ở nhà có đó nha. Dạ. Ồ, cũng được nha. Được anh, được. Mình được quyền làm vậy. 3, 2, 1. À, vẽ một cái cây rồi dấu cộng có số 100. Thấy chưa, thấy bố xuất sắc luôn. Quá hay. Rồi, con có thể đoán được đây là câu chuyện cổ tích nào. Dạ, đây là câu chuyện cây tre trăm đốt. Wow, em thấy là khó có thể nào mà đoán sai được. Tại vì bố đã ghi ký hiệu rồi. 100 mà cái cây rồi 100 là cái gì, quá dễ. Lỡ anh lấy đáp án khác thì sao? Em thách anh dám cho đáp án khác. Đáp án của chương trình đó là câu chuyện gì con? Dạ cây tre trăm đốt. Chính xác, chúc mừng con. Hay quá. Yeah, cho bố một cái nè. Yeah. Và ở câu hỏi hình này thì xin chúc mừng bố Huy và bé Quang đã ghi được cho mình 1 điểm. Và câu hỏi thứ hai con muốn hình hay chữ? Là chữ. Chữ rồi, chữ là đến cô Lan nha. Rồi. Đây là về một món ăn ạ. Món ăn nào mà cả hai bố con đều thích? À, cái món này có bên đây là chữ 4 chữ. 3, 2, 1, dơ bảng. Wow, chắc chắn là em phải hỏi bố chứ bạn. Tại sao anh lại nghĩ là món? Tại cái câu này nó dễ quá. Bé nó chỉ thích có duy nhất cái món này thôi à. Một là món này, hai là ăn mì gói cũng được. Dạ. Là sao ạ? Nhà mình quen với cái bà bán sườn này hay sao mà mình nghĩ là sườn xào chua ngọt ấy? Mình không biết nữa, có bao nhiêu món á. Dạ. Hồi đó giờ hỏi, ví dụ mình hỏi là con thích ăn cái món gì nhất thì bé nói cái gì cũng được. Yeah. Nhưng mà nếu mà không có phải món này thì là không được, không vui. Mà miệng thì nói món gì cũng được nhưng mà phải cái món này là hiểu. Ai làm món này ạ? Là ở ngoài tiệm làm. Nhưng mà cho em hỏi là tại vì thực ra món này thì em cũng biết làm. Vậy nhưng mà em thấy là thực ra làm nó cũng không có khó. Thì tại sao ở nhà là bố không làm cho bé mà phải ra tiệm, hay là đúng cái hương vị ở tiệm bé mới thích ăn? Bé lại thích cái hương vị của cái tiệm đó luôn đó. Còn đúng nếu mà sườn xào chua ngọt tiệm khác cũng không thích. Dạ nếu vậy thì một tí nữa em xin được phép biết cái địa chỉ ở đó để em cũng tới thử ở đó nó có cái gì ngon mà khiến cho bé Quang mình phải ăn. Nghe bé Quang nói tại sao con thích ăn mỗi tiệm đó. Dạ tại vì tiệm đó nó hợp với con, hợp khẩu vị của bé. Từ nhỏ đến lớn luôn hả con?
Dạ. Có gần nhà mình không nè? Dạ, nó cũng gần nhà. À, kỷ niệm tuổi thơ. Dạ. Có nhiều khi là cái không gian, cái kỷ niệm đó làm cho bé thấy hạnh phúc và ăn lúc đó bé thấy thích nhất, mà ngon nhất, nhớ hoài. Vô tình câu hỏi chương trình trong tầm tay của hai bố con, dạ, quá dễ. Dạ. Nếu vậy thì hỏi em sẽ nâng lại câu hỏi cho khó hơn tí xíu. Điểm nữa rồi, yeah đi lại, yeah, yeah, yeah. À, bây giờ con muốn hình hay chữ nè? Dạ, con muốn hình. Hình, rồi mời chú Phúc. Thấy chắc 5 câu quá chứ phải 3 câu. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, hình dành cho bố Huy và bé Quang có nội dung như sau. Đây là xe gì? À, cũng di chuyển trên rồi, đường luôn. Trong lúc đợi bố vẽ thì con biết được xe gì nè? Dạ, con biết xe tải. Xe tải. Xe ba gác. Xe ba gác. Xe mô tô. Xe mô tô. Xe hơi. Xe buýt. Xe buýt. Xe buýt nữa nè. Xe cứu thương. Xe cứu thương. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Rồi còn gì nữa con không nhớ. Xe taxi. Xe taxi. Taxi đúng không? Rồi. 3, 2, 1. Xe này giống xe chở cát quá con. Chở cát, chở nó có một cái chi tiết rất là đặc biệt sẽ nhận ra ngay. Có cây súng hả? Giống này súng nước. À, súng nước hả? Em nghĩ là xe cứu quả. Wow. Tại sao con biết cái xe cứu quả? Tại vì nếu cứu quả là liên quan tới lửa thì đáng lẽ bố con là phải rẽ đúng. Dạ, lửa chứ. Con có vẽ cái thang. À, con thấy được cái thang luôn á hả? Dạ. Cô tưởng đó là bên cái dắt á, người ta vậy đó, kiểu che lại cho cát. Cho cát với lại đá đừng có rớt. Có những ký hiệu chỉ có bố con người ta mới hiểu nhau thôi, kiểu à, vậy đó. À vậy hả? Ô, sao con đáp án cuối chưa? Cùng của chắc con chắc. là dạ xe cứu quả. Rất ngắn gọn, xúc tích nha. Con có thay đổi không? Dạ không. Chúc mừng con xe cứu quả. Hay quá, xuất sắc. Tuyệt vời. Vậy là câu hỏi hình đã hết rồi, nhưng mà với cái câu hỏi mà hai bố con đã có thể người vẽ và người đoán chính xác thì hai bố con ghi thêm được một điểm nữa là 3 điểm. Yeah, cái đó là yeah, một, hai, ba. Yeah. Rồi. Câu hỏi chữ cuối cùng. Con có thích chơi thể thao không? Dạ có. Vậy thì môn thể thao nào mà bé thích ạ? À? Xin mời con ghi. Xin mời anh ghi ra. Cái này cũng dễ. Dễ ha. Dễ. Trời, ý là câu hỏi của chương trình dễ lắm hả? Em xin phép một hồi nữa đổi câu hỏi khó hơn ạ. À. Không phải, tại vì bé này nó đặc biệt là nó thích cái diện thứ à. Ăn một thứ chung thủy đó. Chung thủy nó không thay đổi từ bé tới lớn, nó chỉ chơi cái gì ăn cái gì một món một thứ thôi. Dạ. Yeah. Rồi 1, 2, 3 dơ bạn. Ván chuột. Ở cho em hỏi cái này là ván chuột của mình là ván chuột khô ở trên công viên đúng không ạ? Hay đúng là rồi, kiểu đúng rồi. Ván chuột trên công viên. Nhưng mà cô Lan thấy là cái môn đó nó cũng hơi là khó đó. Tại vì là ở ngoài phố đi bộ đó là em cũng hay đi ra đó, và em thấy một số bạn cũng hay tập cái ván chuột ngoài đó, và có nhiều người tập xong rồi lại bị té. Cho nên là đòi hỏi cái kỹ thuật khá là cao. Nhưng mà tại sao con lại yêu thích cái bộ môn này? Dạ, tại vì ban đầu là ba con giới thiệu con cũng biết chơi, nhưng mà ba giới thiệu không. Ba giới thiệu chơi. Tại sao bố lại giới thiệu cho bé bộ môn này? Mình thử qua nhiều món, mình đưa ba tin, bé không đi, bé chỉ ngồi hoài à, giống như là cứ đứng yên nhúc nhích không đi. Rồi thử qua đi bơi thì bé cũng cứ đứng vịnh không chịu bơi. Dạ. Cái hôm đó mình chở ra đây ván trượt, mình mua đại tấm ván rẻ rẻ đó, thì suốt ngày bé đi à, cứ rảnh là nó đi. Rồi mình thấy chắc là thích ván trượt, và kể từ đó thì ảnh cứ rảnh là ảnh leo lên ván trượt, ảnh đứng, ảnh không có chuyện chạy nhiều, ảnh đứng một chỗ thôi á. Ảnh đứng ảnh nhích qua nhích lại, nhích qua nhích lại đứng, mà ảnh không chán. Thì chắc mình thấy ảnh thích ván trượt. Dạ. Dạ. Tới bây giờ luôn. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ, và ở ván trượt có cái điều gì mà khiến cho con lại thích tới như vậy? Dạ, nó có kỹ năng thăng bằng mà chơi rất là vui. Có nhiều cái động tác như là ollie gì kia. Và tới thời điểm hiện tại thì con đã theo bộ môn này được bao lâu rồi? Dạ, 2 năm. Đối với cái sở thích của bé Quang á, là khi mà bé đã theo đuổi một cái gì là bé sẽ chọn một cái đó và bé sẽ làm cho nó tốt nhất. Dạ, thì đó là cái điều hay. Nhưng mà cô Lan cũng hy vọng là, tại vì cũng mình chơi thể thao cũng là cái bộ môn rất là tốt, cho nên là cô Lan nghĩ là nếu như mà con có thời gian thì con hãy thử tập một cái bộ môn thể thao nào đó, bởi vì nó vừa tốt cho sức khỏe của con nữa, và nó cũng rất là hay. Và hôm nay là mới biết là bé là rất là giỏi ván trượt. Thì không biết là con có muốn xin bố, không biết là cái ván trượt của mình là 2 năm rồi nó có bị mòn không? Đúng không? Nó cũng hơi hơi. Nó có hơi hơi rồi. Hơi hơi. Vậy thì sẵn dịp này phải mà cười sẵn, phải dịp này đó, có lời nào muốn nói với bố không nè? Dạ, ba ơi, ba mua cho con một cái ván trượt. Okay. Thiệt là đẹp. Thiệt là đẹp. Okay. Màu gì? Màu đen. Màu đen. Okay. Ba hứa sẽ sau chương trình sẽ tặng cho con một cái tấm ván trượt mà con thích. Và với câu hỏi này vừa đúng mà vừa có quà thì mình có nên yeah một cái không ta? 1, 2, 3. Yeah.
4 điểm rồi cô Lan ơi. Dạ rồi, hình như là câu hỏi cuối cùng đúng không hả? Đúng rồi. Tủ quần áo của con là nhiều đồ không? Dạ cũng nhiều. Rất nhiều. Con là con thích mặc áo là màu sắc sặc sỡ hay là những cái màu nào trầm và nó tối hơn? Dạ thích màu trầm. Màu trầm hơn. Vậy thì trong cái bộ màu trầm cũng khá nhiều màu. Bố nghĩ là trong cái tủ quần áo của bé thì cái màu sắc nào chiếm nhiều nhất? Rồi mời bố và bé ghi ạ. Một màu. Dạ một màu thôi, dạ. Màu đó nhiều nhất ạ. Trong cái tủ quần áo của bé. Quần áo con mặc ở nhà là do bố mua cho con hay là mẹ mua? Dạ bố mua với bố với mẹ luôn. Bố với mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà là thường là bố là người chọn cho con hay là thường là con sẽ thích cái kiểu đó và con nói với bố? Dạ con có khi con thích kêu hoặc là bố mua cho con. Bố mua cho con. 3, 2, 1, mời giơ bảng. Một bên xanh, một bên đen ạ. Tại sao ạ? Thì hồi nãy là bé đã có nói là màu trầm đó, thì em cũng nghĩ có thể là nâu đen đó hoặc là xám, đúng không ạ? Mình biết chắc chắn á là bé nó thích hai cái màu thôi à. Bé thích cái màu màu đen và màu xám. Nhưng mà trong tủ quần áo là mình không có mua cái đó nhiều, tại vì mình có nói với bé là con còn trẻ lắm, con phải thích màu mè lên cho nó vui. Nhưng mà bé từ giày dép cho tới quần áo bé đều thích cái tông màu trầm, đồ ở nhà cũng vậy nữa, đồ học tập cũng là xám với lại đen thôi. Xe đạp bán trượt cũng hai màu đó thôi. Nhưng mà mình không nghĩ là bé sẽ chọn, tại vì thật ra mình lại không muốn cái màu đó, nên trong tủ quần áo nó cũng ít màu đó lắm. Có nghĩa là bố thực tế ở trong tủ quần áo. Nhưng hồi nãy mình cũng muốn chọn đen đó chứ, tại vì mình biết bé nó thích đen lắm, nhưng mà mình nghĩ là trong quần áo mình không có mua đen. Anh Huy ơi, em thấy bây giờ năm 2022 rồi, các bé được quyền có cái sở thích cá tính của mình, thích màu đen với màu xám. Thì anh vẫn có thể mua cho bé màu đen, màu xám được tại mà anh. Tại vì mình thích trẻ cho nó phong phú, cho nó sặc sỡ, nó tươi hơn. Cái màu đó thấy nó hơi buồn. Thực ra em cũng hiểu đó. Có nghĩa là bố vẫn rất là tôn trọng cái quyết định của bé, vẫn tôn trọng cái sở thích. Nhưng mà chẳng qua là bố luôn luôn sẽ có những cái gợi ý. Tại biết đâu là thực ra là có nhiều bé có nghĩa là sẽ hơi thích một cái gì đó nó nhỏ thôi, rồi một cái sở thích riêng tư của mình, thì bố sẽ giúp cho bé có thể là mình mở lòng ra để mình có thể là mình tham gia ví dụ như nhiều bộ môn nào, hoặc là ăn thêm nhiều món ăn và có thể thích thêm nhiều màu sắc. Đó là bố muốn cho bé có thể trải nghiệm một cái tuổi thơ để mình biết được nhiều thứ. Đó cũng là một cái điều hay. Nhưng mà chắc là do là anh này anh hơi trầm tính, cho nên là cái nào thích một cái thôi. Cái đó là cái lập trường quá vững đó. Nhưng mà theo như cô Lan nghĩ là đó cũng là một cái lời gợi ý của bố rất là hay đó. Và hôm nay khi mà con tới chương trình thì cô Lan mới biết là nào giờ con thích con thứ à. Nhưng mà biết đâu sau này mình cứ mở lòng hơn, mình cứ trải nghiệm nhiều thứ hơn, thì đôi khi á con sẽ thấy cái đó thú vị. Giống như cái chiếc tấm ván đi, lúc đầu con cũng không nghĩ là con mê tấm ván, đúng không? Cho tới khi mà vô tình bố mua cho con và con ở nhà con chơi, và vô tình con sẽ yêu thích nó. Và hai bố con lúc đầu đặt ra tiêu chí là 3 câu. Nhưng mà ở phần này thì lại hoàn thành hơn tiêu chí tí xíu là 4 câu. Xin chúc mừng bố Huy và bé Quang đã được 4 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng cuối cùng của chương trình Bố Là Tất Cả, đó chính là Bữa Ăn Yêu Thương. Ba đang sẵn sàng chờ đón các bố và các bé được mang tên Bữa Ăn Yêu Thương. Và ở vòng ba này, trên tay cô Lan đang có một chiếc hộp, trong đây sẽ có rất là nhiều món ăn. Và hai bé sẽ quánh tu si với nhau, ai thắng chúng ta sẽ bốc một lá phiếu trong đây. Bốc món nào bố của hai đứa con sẽ phải nấu món đó. Bây giờ mời hai bạn bước lên một bước ạ. Chị Phúc muốn ăn món bún riêu, nhà ráng bốc chúng món bún riêu. Rồi, quánh tu si, nhớ nha. Rồi, ai thắng rồi. Khang thắng. Rồi, bóc luôn rồi. Mình quay ra trước con, đúng rồi. Đọc to lên con. Đọc to lên là món gì nè? Bún mắm nè. Thưa cô chú, là đậu hũ dồn thịt sốt cà chua. Đậu hũ dồn thịt sốt cà chua. Mời bỏ lại là phiếu trong này. Cái món này là tốn cơm lắm anh ơi, tốn cơm nha. Rồi. Vậy thì bây giờ xin mời hai bố hãy bước về gian bếp của mình ạ. Hôm nay không cần biết các bố nấu ra sao,
Nhưng mà cũng là sự nỗ lực của các bố rất là nhiều. Hy vọng các con hãy cố gắng chờ đợi, không ăn bất kỳ món gì trong vòng 30 phút. Cô Lan thấy hai bố đứng vô bếp cái tự nhiên sáng láng nó rạng ngỡ. Dạ đúng rồi. Dạ, nhìn vậy thôi trong lòng căng lắm. Thay vì chưa nói bao giờ. Dạ rồi. Và hai bố sẽ có 30 phút để có thể hoàn thành món đậu hũ dồn thịt sốt cà. Và bây giờ phần thi bắt đầu. Xin mời. Xong và bây giờ thì giám khảo Khang và giám khảo Quang đã ngồi vào bàn để thưởng thức và chấm điểm cho các bố. Bây giờ các con sẽ được thưởng thức lần lượt hai dĩa đậu hũ dùng thịt sốt cà chua. Các con ăn xong các con cảm thấy bên nào ngon hơn chúng ta sẽ cho 2 điểm. Và nếu bên nào không ngon bằng, đại loại là không có hợp khẩu vị của các con đó, thì các con cho 1 điểm. Yeah. Bây giờ hai bạn quyết định mình sẽ thử bên nào trước nè. Bên này. Rồi, bên này. Rồi. Cái miếng cơm cô Lan. Một miếng cơm nhỏ nhỏ nha. Rồi. Đây cô Lan sẽ dùng cái đũa này này. Trời ơi, cắt ra cũng tam giác đồ nè. Sáng vừa có đậu hũ, vừa có cà chua, vừa có cơm trắng luôn. Ngon quá, bố nấu ngon quá. Tình yêu của bố tràn trề trong miếng đậu hũ. Bên đây hết nha cô Lan, hết cơm nha. Đó. Mình còn chưa bụng để mình thử bên đây nữa nha con, mình chấm điểm hai bên cho nó công bằng. Đúng rồi. Này nhai hết là có rồi, nước sẵn là bưng sẵn luôn, bưng để sẵn. Quên cái vị đó đi để mình nhớ qua cái vị mới. Ngon quá. Rồi, qua cái chén vuốt mới. Vuốt nữa, vuốt tí xíu để cho xuống. À, con có nước rồi hả? Rồi bây giờ mình sẽ lấy một ít xíu cơm nữa nè. Cô Lan xin đổi chén cho con nha. Ngon quá. Rồi. Bố nấu ngon quá nè. Bên đây là cái bông hồng không lỡ lấy ra luôn nè. Đó, trời ơi cái miếng này bự quá, để miếng này nhỏ con ha. Đó, có cà chua mình lấy cái muỗng mình xúc nè. Rồi, cô Lan cũng xin là gắp một. À, đây em thấy là bên đây là có một cái phần nước sốt nè. Nam đẹp lắm, giống như cái thuyền vậy đó. Các bạn sẽ lấy một cái muỗng em sẽ con, rưới một ít nước sốt ha. À, mình rưới lên cái miếng đậu hũ nè. Rồi, cô Lan mời con nha. Giờ này giờ ăn luôn rồi. Mà bây giờ các bố nấu ngon, cơm chương trình, cơm ngon, gạo thơm. Trời ơi, đậu hũ ngon, thịt cũng ngon, cà chua tươi rói. Hành lá xanh ngát. Rất đẹp luôn, ngon. Dạ. Em thấy là gật gù, bên anh gật gù. Bên đây là em thấy là cái giống như là hơi tỉ mỉ nha. Ừ. Ăn là nhai thật là kỹ để coi là cái đậu hũ là có đủ cái độ giòn hay không. Thịt coi là có nêm là gia vị vừa phải hay không. Cho con thêm miếng cơm nữa không? Để miếng cơm để ăn không? Dạ. Đó. Thấy chưa? Biết thêm, luôn, biết thêm, luôn là thêm, thêm miếng cơm. Bắt cơm quá. Bắt cơm, nó nói coi, cái món chứng này tỏ là bố nấu rất ngon. Rất quá là ngon. Bắt cơm. Đó. Dẻo ha, cơm ăn ngon ha. Dạ. Bởi vậy các bố mẹ cứ gửi con cho bố là tất cả đi. Thì Hồng Phúc và Phương Lan hứa sẽ chăm cho các bé tròn trịa. Dạ, to mặt mới thả về. Khi mà bé về nhà rồi là bé sẽ ăn mau chóng lớn, ăn nhiều hơn. Rồi mình ăn thì đây có nước nữa nè, có nước sẵn. Hết chén. Rồi, không biết là hai đứa con sau khi mình ăn rồi mình cảm nhận cái hương vị rồi, mình có nhớ được cái hương vị nào là của bố nấu không? Biết là đây là cái lần đầu tiên hai bố nấu, nhưng mà biết đâu về cái cách nêm nếm đó các bé ăn thì các bé cũng sẽ cảm nhận được. Bây giờ cho Quang này, Quang xong trước nè. Quang xong trước hả? Quang rồi. Thấy sao nè? Dạ thì cũng thấy hai vị đều rất là ngon như nhau. Đều rất là ngon như nhau. Rất là khó để mà phân biệt được là bên nào của bố con hả? Dạ. Vậy thì thôi bây giờ biết là hai đĩa ngon như nhau đi, nhưng mà bây giờ với con cũng thấy bên nào nó hợp cái khẩu vị con hơn. Dạ bên này. Bên này đúng không? Dạ cái này 2 điểm nha. Dạ. Bên kia sẽ 1 điểm, tại vì cái này nó hợp con một chút xíu. Dạ nó đậm. Rồi. Đậm hơn một chút xíu. Rồi bé Khang nè. Dạ thưa con là dĩa này, tại con thấy cái dĩa này là hợp với khẩu vị của con. Hợp với khẩu vị của con hơn. À con thích kiểu cà chua chùm mền hơn đúng không? Dạ. Rồi, là cho bên này 2 điểm.
bên đây một điểm. Dạ. Và bây giờ các con sẽ được biết bên đâu sẽ là bố của mình nào. Đây. 3, 2, 1. Lật bảng lên. Đây là bố. Bên đây là bố Huy. Vậy là hai con ngồi đúng vị trí luôn rồi, đúng không? Dạ. Đây, cà chua chùm mền. Cô Lan rất là thích cái gì ở bên đây. Cô Lan rất tưởng là cà chua chùm mền là của bố con nấu. Và vậy bên đây phải công nhận là mình em có một cái lời phải nói rất là phục bố Huy. Là bởi vì bố nấu như nhà hàng vậy à. Mặc dù chưa có cảm nhận cái hương vị, nhưng mà mình nhìn vào cái dĩa thôi là mình cũng cảm thấy rất là bắt mắt. Đúng không anh? Nhìn là chỉ muốn ăn liền thôi. Bé Quang khen là bố Thọ nấu bên đó cũng ngon đó. Giờ hơi lạc hơn chút xíu thôi, nhưng mà hai cái cũng ngon. Hơi lạc hơn chút xíu. Có thể là nhiều khi bố sợ là nếm mặn quá thì để bố cũng gia giảm đó. Nhưng mà phải nói là em ngồi đem ngửi cái mùi vị thôi là em còn đã thấy thơm rồi. Thơm. Bây giờ chúng ta hãy cùng ra đây để mà chúng ta công bố kết quả nha. Rồi, mời hai bố trở lại. Xin mời. Thưa quý vị, như vậy các bố và các bé đã hoàn thành xong các phần thi của mình. Chúc mừng các bố và các bé rất nhiều. Dạ, và sau khi chúng ta tổng các số điểm của vòng 2 và vòng 3 thì hiện tại hai đội đang có số điểm bằng nhau, đó là 8 điểm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần nho nhỏ của chương trình để quyết định xem đội nào sẽ là đội chiến thắng và giành được giải thưởng của chương trình là 5 triệu đồng. Bây giờ xin mời hai chàng trai rất là đẹp trai của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy gửi hai con gấu cho bố mình cầm giùm nè. Rồi, mình lại bước lên một bước, sau đó chúng ta sẽ quảnh tù xì xem là hôm nay sự may mắn sẽ đến với gia đình nào nha. 3, 2, 1. Xin chúc mừng đội của bạn Khang là may mắn hơn tí xíu và giành được giải thưởng 5 triệu đồng của chương trình. Chúc mừng bố Thọ và bạn Khang. Dạ rồi. Và bên cạnh đó thì chương trình cũng gửi tặng cho bố Thọ và bố Huy cũng như là bạn Khang và bạn Quang hai cái voucher của nhãn hàng ba lô túi xách vali cao cấp Sacos, mỗi cái là 1 triệu đồng. Rồi. Để cho con nghe, chúc mừng con. Và hai chú gấu rất đáng yêu mà tụi con ôm suốt từ đầu chương trình tới bây giờ cũng sẽ được mang về nhà luôn nha. Xin tặng cho hai đứa con. Không biết là cảm xúc của bố Huy như thế nào ạ? Hôm nay rất là vui tại vì lần đầu tiên nấu ăn cho bé. Dạ. Bé khen ngon là mình thấy là hạnh phúc. Dạ, wow. Là lần đầu tiên nấu món này, nhưng mà thực sự là không biết là đó giờ bố đã từng xem cái món này qua chưa ạ? Okay. Ý là đã từng thấy kiểu trang trí, tại sao bố lại có thể nghĩ ra được cái kiểu trang trí như vậy? Mình lại không có nấu ăn nhưng mà lại thích đi ăn mỗi lần người ta trang trí cái kiểu Hàn Quốc hay kiểu Nhật. Dạ. Hay là cái kiểu mà thì mình lại thích ăn mấy cái chỗ trang trí đẹp. Dạ là để ý. Và ngày hôm nay là em thấy là bố làm rất là hay luôn và rất là đẹp nữa. Dạ. Rồi Quang ơi, cảm xúc của con như thế nào? Đang nghĩ tấm ván trượt của cô Lan, tấm ván trượt. Đang nghĩ tới tấm ván trượt phải không? Rồi, cảm xúc của con như thế nào khi mà trải qua 3 vòng thi? Sao nè? Dạ, con rất là vui khi được tham gia chương trình. Con có lời nào muốn nói với bố không? Dạ, con cảm ơn bố vì đã nấu cho con một bữa ăn rất là ngon. Dạ. Và bố ơi, khi về bố nhớ đừng quên ván trượt của con nhé. Khang ơi, bữa nay mình may mắn hơn tí xíu đúng không nè? Dạ. Rồi, mình cũng chiến thắng giải thưởng của chương trình. Con có cảm xúc gì không? Dạ, thì hôm nay con rất là vui khi được đến với chương trình này. Thì may mắn là con được ăn cái món ăn mà nó rất là ngon luôn. Dạ. Có lời nào muốn gửi tới bố Thọ của mình không? Dạ là con mong ba là ở nhà ba nấu ăn với nó ăn cái nấu cái đó cho mẹ với Bambu ăn nữa. Nhớ nấu và ăn nữa đó. Dạ, cảm xúc của bố Thọ bây giờ như thế nào? Dạ, thứ nhất là cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai bố con đã được tham gia với chương trình, rất là vui. Và cái thứ hai nữa là được tham gia thì cũng thêm một phần nào đó hiểu các con mình hơn. Dạ. Và cũng chính tay mình làm một cái món ăn hơi lạ đó với mình. Thực ra ở nhà cũng có nấu nhưng mình chưa bao giờ mình nấu nên các con ăn mà thấy ngồi dưới thấy hai bé ăn ngon mình thấy mình cũng vui. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ rất là tình cảm của bố ạ. Và em xin chúc cho hai gia đình của mình sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, chúc cho hai bé sẽ ăn mau chóng lớn, học giỏi và sẽ luôn là những đứa con ngoan của gia đình. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình Bố Là Tất Cả cũng đã hết rồi. Quý vị nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông
Thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn một lần nữa nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình Bố Là Tất Cả ngày hôm nay. Cảm ơn các bố các bé rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và chương trình Bố Là Tất Cả tuần sau. Xin chào. Xin chào.